Chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với GVN. Ngay thời điểm hiện tại nha, nếu mà mình thấy là các bạn có mua Office 365 bản quyền á, thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan, chẳng hạn như là mua thì mua ở đâu, mua từ chính website của Microsoft Việt Nam hay là mua ở các cái trang của đại lý, chẳng hạn như là GVN hay một mình có bán, hay là chúng ta sử dụng một số những cái key ở trên mạng mà các bạn xin được của người ta, hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái phần mềm crack, thì cái nào nó mới hợp lý và những cái tác dụng tác hại cũng như là một số những cái thông tin nền về cái việc là mua cái Office bản quyền thì như thế nào cho đúng. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến cái chuyện là đi mua Office 365 bản quyền. Đầu tiên là nói đến cái phần là ở trên trang chủ của Microsoft thì họ có bán ba cái gói cơ bản. Sau đây nếu như các bạn vào trong cái website hãng thì bạn sẽ thấy là đầu tiên là có cái gói là Microsoft 365 Family, thì cái giá của nó là 1.699.000 trên một năm, tức là 1.700.000 trong một năm. Thứ hai là cái gói là Microsoft 365 Personal, tức là dành cho cá nhân ha, thì nó sẽ có mức giá là 1.299.000 trên một năm. Và cái gói thứ ba đó chính là Office Home and Student, thì nó có giá là 2.499.000 trên một năm. Với mỗi loại khác nhau, nó sẽ có một cái đặc tính khác nhau và những cái ưu đãi khác nhau. Các bạn đang thấy một cái bảng graphic ở ngay chỗ này nha. Cho nên là với cái việc là mua cái gói nào thì mình nghĩ là các bạn nên xét ở trên cái nhu cầu. Nhưng mà đi, mình là người dùng cá nhân thì mình sẽ ưu tiên mua cái gói personal. Tuy nhiên nếu như các bạn là người dùng mà các bạn có gia đình sử dụng thêm, chẳng hạn như là anh chị, bạn bè hoặc là em trai, em gái có đi học đại học, thì mình thấy là cái gói family nó có cái ưu đãi có vẻ như là B trên B tốt nhất trong cả ba gói. Và các bạn cũng có một cái câu hỏi là ủa vậy thì ở trên một số những cái diễn đàn, một số những cái group, một số những cái Facebook bay này kia, người ta đang share những cái gói mua Office Active mà giá rẻ từ khoảng 50.000 cho đến 150.000, thì cái loại đó nó là như thế nào. Thì về căn bản nha, nó có rất là nhiều những cái key để active cái Office 365 của các bạn. Tuy nhiên những cái key đó thì thông thường nha, những cái key mà người ta leak ra hoặc là người ta share thẳng là free luôn cho các bạn đó, thì cái key đó thường là nó đến từ các cái trường đại học hoặc là một số những cái công ty. Tức là đối với Microsoft họ có bán theo cái loại là gói dành cho doanh nghiệp hoặc là trường học ha. Thì cái gói đó tức là thường là trường học, trường đại học á, người ta sẽ phát free cho sinh viên, và cái key đó nó có thể active được nhiều lần thay vì là người ta chỉ nhập vô một cái là thôi, đúng không? Nhưng cái key đó có thể active được nhiều lần luôn. Và khi mà các bạn sử dụng cái loại đó, và nếu như mà Microsoft họ tra ra là cái key đó được leak ra bên ngoài ha, thì họ có thể sẽ khóa cái key đó bất cứ lúc nào. Cho nên là thường là những cái loại key đó là những cái loại key mà nó không có an toàn hoặc là không có bền, nên là khi mà các bạn sử dụng có thể là các bạn sẽ bị mất tiền oan. Chẳng hạn nha, mình nói chẳng hạn thôi, các bạn đang mới vừa mua ngày hôm qua giá 150.000 ha, và thường là cái key đó người ta sẽ không có bảo hành cho các bạn đâu, tức là người ta sẽ bán ra rồi thôi, và các bạn mới mua hôm qua rồi hôm nay thì Microsoft nó quét một cái các bạn mất 150.000 ha. Và do là không có bảo hành là các bạn sẽ không có được quyền lợi gì cả trong cái chuyện này, nên là thường là mình thấy là cái loại key đó thì các bạn muốn mua thì mình nghĩ là cũng được thôi ha, nhưng mà khi mà mua thì có thể bị mất tiền oan, thì các bạn có thể sẽ phải tự chịu trách nhiệm với cái số tiền mà các bạn bỏ ra. Và theo những cái chính sách mới từ bên phía Microsoft Global hoặc là Microsoft Việt Nam ha, thì mình muốn các bạn phải phân định được hai cái loại này nó khác nhau nè. Thứ nhất là cái Microsoft 365, và cái thứ hai là Office 2019 Home hoặc là những cái Office Home, thì nó khác nhau như thế nào. Về cái Microsoft 365 á, nó là một cái, khi các bạn mua nha, thì nó sẽ là một cái hệ sinh thái, chứ nó không chỉ đơn thuần là những cái công cụ hoặc là những cái phần mềm Office mà các bạn sử dụng ở trong văn phòng. Chẳng hạn như là nó không chỉ có Word, có Excel, có PowerPoint vân vân, mà nó còn có cả như là 1TB OneDrive, rồi các bạn có những cái Premium Team chẳng hạn, để các bạn có thể sử dụng và kết nối với mọi người. Tức là nó là một gói hệ sinh thái và nó có thể đồng bộ hóa lẫn nhau. Còn riêng với những cái gói ví dụ như là Office 2019 Home mà ngày xưa các bạn mua á, thì nó chỉ bao gồm là những cái công cụ phần mềm thôi. Tức là nó chỉ có Word, Excel, PowerPoint, nó không bao gồm những cái OneDrive hay là những cái giá trị cộng thêm. Cho nên là các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai loại này nha. Vậy thì cái câu hỏi cuối cùng á, là chúng ta nên mua ở đâu cho nó tiết kiệm, thì thật ra nha, không phải là gì. Nhưng mà mình thấy là cái giá trên website Microsoft á, có thể là cái giá đó họ đang bán cho quốc tế, họ áp dụng cái mức giá quốc tế vào trong chính cái website của Microsoft Việt Nam. Thì là cái mức giá thường mình thấy nha, ở trên website Microsoft nó sẽ đắt hơn hẳn so với việc là các bạn mua ở trên một số những cái trang thương mại điện tử hoặc là chính những cái đại lý như GVN. Chẳng hạn như mình thấy đi, cái gói bán của bên phía Microsoft á, nó có thể là mắc hơn tới khoảng đâu đó 500.000. 500.000 khi các bạn mua ở trên website của GVN. Cho nên là nếu như có thể ha, mình nghĩ là các bạn nên mua ở trên một số những cái trang giống như của bọn mình, giống như cái gói Family đi, nó chỉ có giá là 1.200.000 ở trên website GVN thôi, nên là cái mức giá nó rẻ hơn hẳn. Có thể là khi này nó do một số những cái đợt khuyến mãi hoặc là một số những cái đợt chương trình gì đó bên phía Microsoft vùng ha, họ rót về cho phía những cái đại lý hoặc là những cái trang thương mại điện tử, nên cái việc mà mua nó sẽ rẻ hơn hẳn. Còn nếu như các bạn muốn thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tham gia vào một số những cái gói Family Share, tức là khi mà người ta mua về đi, ví dụ như nó có tối đa là 5 account, thì người ta có thể share ra
thêm cho các bạn và các bạn có thể add on vào trong cái mạng lưới đó để mà sử dụng, thì mình thấy là đó cũng là một cái cách để các bạn có thể mua tiết kiệm ở trên một số những cái group, những cái hội nhóm. Tuy nhiên thì lưu ý là đừng có dùng những cái loại mà nó active key rồi này kia ha, những cái key hồi nãy mình có nói thì nó không nên, nhưng mà nếu như các bạn có thể join vào một số những cái family để cho cái giá nó rẻ hơn, có thể là khi này chỉ còn khoảng 200-300 nghìn hoặc là 400-500 nghìn gì đó để sử dụng được cái phần bản quyền trong vòng một năm, thì nó cũng là một cái mức giá hời dành cho các bạn. Thì đó là một số cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái gói Office 365 ngay thời điểm hiện tại. Các bạn lưu ý nha, có một số những cái cần phải lưu ý nè. Thứ nhất, Office 365 nó là một gói hệ sinh thái có rất nhiều những cái bên trong và các bạn sẽ được hưởng cái ưu đãi đó thường là theo năm. Thứ hai là cái giá bán để mà mua hợp lý ngay thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là các bạn nên mua ở một số những trang thương mại điện tử hoặc đại lý để có mức giá giảm rẻ hơn. Và cái thứ ba đó chính là một số những cái kỳ FT đôi khi là nó sẽ không có được giữ lâu và không có bảo hành dài hạn cho các bạn, nên là hãy mua ở một số những cái địa điểm uy tín hoặc là một số những cái công ty uy tín để nó giúp cho các bạn có thể sử dụng được lâu dài và đúng nghĩa hơn theo đúng Microsoft Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và đừng quên là cái video sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.